Dạ em xin chào các anh và các bạn. Thì hồi chiều ngày hôm kia em giao video chia sẻ với các bạn là cái cách mà mình bón super lăng tạo nụ cho cây mai tháng 7 ha. Rồi hồi sáng ngày hôm qua em cũng có giao video chia sẻ với các bạn là cái cách mà mình phun thuốc phòng ngừa trị nấm bệnh trên lá mai mình, giúp lá mai mình xanh sạch đẹp trong quá trình tạo nụ này tốt hơn á. Thì sau khi phun thuốc sáng ngày hôm qua thì em tính sáng nay hay hoặc là chiều nay em lấy cái vòi nước mua tưa mình á, để mà mình rửa cái phần thuốc trên lá mình các bạn, để khi mà trời nắng lên nó không có bị cháy. Thì em tính lấy cái vòi nước mua tưa ra mình rửa thuốc trên lá. Thì vừa tính như vậy thì có một cơn mưa ngon lành các bạn, có một cái cơn mưa không lớn mà cũng không nhỏ, nó cũng vừa sạch lá mình nè, với lại nước mưa xuống đây thì nó cũng làm tan đi một phần nào cho super lăng của mình nè, nó tan từ từ như thế này là ngon lành ha các bạn. Thì cơn mưa vừa rồi mới nãy đó cũng không lớn cũng không nhỏ, cũng vừa sạch cái bộ lá của cây mai mình, đỡ tốn công mình tưới nước, và super lăng mình nó cũng hòa tan từ từ đó. Thì sau khi mà mình giải super lăng rồi á thì khoảng 10 đến 15 ngày sau mình coi cây mai mình nó phát triển như thế nào á, lúc đó em mới giao video chia sẻ với các bạn là cách bón phân để giúp cho cây mai mình nó tạo nụ tốt hơn ha. Thì giờ nhiệm vụ của mình là chăm sóc cho bộ tàng nó tốt nhất có thể đi, lá này kia nọ nó xanh ngon lành đó các bạn. Rồi thì trong video này em sẽ nói về một số cái vấn đề, nói về cái vai trò của super lăng này á. Thì trong cái video này em sẽ nói hai cái chủ đề mà những ngày vừa qua cũng có nhiều anh khá là quan tâm. Chủ đề thứ nhất là super lăng nó có vai trò như thế nào. Rồi cái chủ đề thứ hai á là mình tạo nụ cho cái mai tháng 7 âm lịch này á, mình nên giải NPK hay hơn, hay hoặc là mình giải thằng super lăng hoặc là thằng DAP hay hơn. Thì trong video này em sẽ nói cụ thể. Thì đây là cái cách suy nghĩ của em với lại cái kinh nghiệm của em á. Thì nghề chơi mai này mỗi người có một cái cách, thì em nói như vậy đó, nếu mà các anh và các bạn cảm thấy có hay thì các anh và các bạn có thể áp dụng, còn em nói nó không đúng thì các anh và các bạn cũng có thể áp dụng theo cách của mình nha. Đây là cái quan điểm của em á. Thì thằng super lăng á các bạn, nó có cái vai trò là khá là quan trọng cho cây mai. Thứ nhất là nó cải thiện cái bộ lá cây mai mình nó xanh sạch đẹp dày bóng ha. Rồi cái thứ hai nữa là nó giúp cho cái cành, cái thân của cây mai mình nó mập và nó giảm đi tược các bạn. Rồi thằng super lăng á, nó cũng có rất nhiều vai trò khác, ví dụ như là hạ phèn trong đất nè, giúp bụi rễ nó phát triển không có bị ngạt rễ ha. Thì cây mai mình nó muốn tốt hay không thì quan trọng nhất là chất trồng và cái bộ rễ cây mai mình nó quyết định trên phần bộ tàn của cây mai mình đó các bạn. Thì thằng super lăng này nó có vai trò đó. Thì cái quan trọng thứ hai của super lăng nữa là khi mà mình bón vào các bạn, thì nó sẽ phân quá mầm qua. Thì những cái nụ nhỏ li ti mà em thường quay cho các bạn coi đó, thì những nụ đó hiện tại giờ mình cũng chưa xác định được là nụ kim hay hoặc là những cái mầm lá. Cho nên mình bón thằng super lăng vào một cử hoặc là hai cử thì những cái mầm đó đó các bạn, nó sẽ biến thành là những cái nụ kim, những cái nụ hoa của cây mai mình sau này á. Cho nên mình mới quyết định là bón giải cho nó một cử hoặc là hai cử thằng super lăng đó các bạn. Thì nói chung super lăng nó khá là quan trọng ha. Rồi sau khi mà mình giải cho nó một cử super lăng đầu tiên rồi đó các bạn, thì khoảng 10 đến 15 ngày sau mình coi tình hình cây mai mình nó phát triển như thế nào, rồi lúc đó mình mới tính tiếp. Thì từ từ em giao video hướng dẫn với các bạn tiếp theo. Còn mình tạo nụ cho cây mai tháng 7 âm lịch này á, thì cũng có nhiều anh hỏi là mình nên giải NPK hay hơn, hay hoặc là thằng super lăng nó hay hơn, hoặc là mình giải thằng DAP nó hay hơn. Thì theo cái cách của em chăm từ đó giờ đó, ví dụ như mấy anh không có thằng super lăng thì mấy anh nên giải thằng DAP tạo nụ cho cái mai nó hay hơn là mình giải NPK. Vì NPK thì thường thường là nó có 3 số, ví dụ như là 16, 16, 8 ha. Thì trong đó thì nó có gồm 16 đạm, rồi 16 lăng và 8 kali. Còn DAP thì thông thường thì nó có 18 đạm và 46 lăng. Thì thằng lăng nó cao đó. Thì thằng lăng thì nó có chức vụ là tạo nụ, phân hóa mầm hoa.
Thì khi mà mình giải DAP rồi á, thì cái mai mình nó sẽ giảm đi tược các bạn. Đối với những cây mai zin hoặc là những cây mai ghép mà nó đang phóng tược nhiều á, thì mình tạo nụ cho cây mai tốt nhất là mình nên giải thằng 1 thằng Super Lăng. Nếu mà không có là mình nên giải thằng DAP nó hay hơn NPK. Vì mình giải NPK vào á, thì nó có cái hàm lượng đạm vào lăng rồi đó, thì nó sẽ làm cho cây mai mình nó đi tược tiếp nữa. Khi mà cây mai mình nó đi tược hoài á, thì cái nó làm nụ của các bạn là nó rất ít, nó ít hơn những cây mà không đi tược. Cho nên đây là cái quan niệm của em á, theo em á là mấy anh nên giải Super Lăng hay hơn ha. Nếu mà không có Super Lăng, mấy anh giải DAP nó cũng khá là hay đó. Thì chiều ngày hôm kia em ra video chia sẻ với các anh là cái cách mà mình giải Super Lăng để tạo nụ cho cây mai tháng 7 âm lịch này á, thì cũng có một hai anh vào bình luận nói là em ơi, mình tạo nụ cho cây mai, ví dụ như anh không có thằng Super Lăng, không có thằng DAP, vậy thì anh giải NPK nó có cái hàm lượng ba số bằng nhau được không, ví dụ như là 17 17 17 cộng TE. Thì nói chung mình không có Super Lăng hoặc là DAP thì mấy anh giải 16 16 8 cũng được nè. Mấy anh muốn tạo nụ á, thì mấy anh giải 16 16 8 cũng được nè, hoặc là ba số 17 bằng nhau nó cũng được, nhưng mà nó không có hợp lý cho lắm. Ví dụ như là ba số 17 thông thường là người ta giải trong cái giai đoạn mà nuôi nụ, có nghĩa là khi mà nụ mình nó đã có nụ rồi, người ta không muốn cho cây mai mình nó đi đọt nữa, thì người ta mới bón ba số 17 để cân bằng cái độ phát triển của cây, và người ta để nuôi nụ vì nó có cái hàm lượng kali bằng với đạm vào lăng đó. Thì ba số 17 thì nó có chức vụ đó. Nhưng mà nói chung mình bón phân nào vào cũng tạo nụ cho cây mai được hết, nhưng mà đạt hay không đạt là ăn thua cái cách của mình. Thì cái bón phân đó, thì mỗi một người có một cái cách, người này thì bón phân này, người kia thì bón phân kia. Thì mấy anh cứ thử, thì nếu mà tạo nụ cho cây mai chánh thức luôn á, là mình nên bón Super Lăng hoặc là DAP nó hay hơn là NPK ha. Còn trường hợp mấy anh muốn cho cây mai của mình nó đi tàn lớn hơn nữa, thì mấy anh nên bón là NPK nó hay hơn, ví dụ như là 30-10-10 nè, hay hoặc là 20-10-10 đó, thì giúp cho cây mai mình đi tàn nữa. Còn mấy anh muốn giảm đi tàn, giảm đi đọt, mấy anh muốn tạo nụ cho cây mai thì mấy anh nên bón Super Lăng hoặc DAP hay hơn. Còn trong cái giai đoạn nuôi nụ thì mấy anh nên bón ba số bằng nhau ha. Từ từ em giao video hướng dẫn tiếp theo nữa. Em xin bổ sung thêm cái vai trò của thằng Super Lăng nữa các bạn. Thì cái cây mai của mình mà nó bị vàng lá, hay hoặc là nó vàng lá gân xanh như thế này ha, thì cái vai trò của con Super Lăng khi mình giải vào á, cái nhất là nó phân quá mầm hoa, cái thứ hai là nó cải thiện cho cái lá mai mình xanh tốt. Ví dụ như những cái lá mà nó bị vàng lá gân xanh hơi như thế này, thì Super Lăng nó cũng cải thiện được vấn đề này nè các bạn, giúp bộ lá mình nó xanh từ từ. Cây mai này nó bị vàng lá gân xanh nhưng mà nó vàng nhẹ các bạn, bộ hẩm nó vàng nặng lắm, nó đang trên đà phát triển, nó đang trên đà hồi phục. Rồi, thì cuối video thì em xin chúc các chú các anh và các bạn được vui vẻ, mạnh khỏe và thành công nha. Dạ, em xin chào chú các anh và các bạn nha.